3 triệu. Dạ, em trả là 5 triệu. Nhất triệu đồng, vâng, xin cảm ơn và nếu có gì nếu có... Đặt cái màu đẹp em, tươi, không có hưởng nha, tươi đẹp. Được luôn. Và xin mời các bạn từ vương nha, chúng ta hãy chung tay về những cái đồng bào chúng ta. Và mỗi ngày chúng tôi như nhá, thời điểm là 40 triệu đồng cho tất cả các bạn. Và biết đâu là không đấu được nhá, thời điểm 40 triệu đồng chúng tôi sẽ thu hồi và cái vấn đề lại chúng tôi sẽ không đấu. Và xin mời các áo nhà đi ạ. Xin mời tất cả các nam phương có mặt trong các phòng ngày hôm nay đi ạ. Dạ bên trên đã cao rồi, chúng ta đưa ra mức giá chiếc áo dài không ạ? Và chiếc cặp võ hội giá khởi điểm là 2 triệu đồng được đấu giá bởi chị Hồng Vân. Anh Tôn Thúc Hải hả? Áo dài rất là đẹp hả? Dạ. Chị Hà kêu anh đấu giá chiếc cặp võ hội lên 3 triệu đồng thưa quý vị. 3 triệu đồng cho chiếc cặp võ hội. 3 triệu đồng hay 33 triệu? Hả? 3 triệu cho nó chị, em tưởng là 33 triệu em hết hồn. 3 triệu, 3 triệu. Hay đi. 3 triệu. Bội Nhi. Mà không bao giờ mới thầy ra đóng cái áo dài tặng cho con cũng được. Chú Mi. Xin mời tất cả các đàn hương có mặt trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta hãy mặc dạng đấu cái áo dài của người mẫu tên Tom đi ạ. Su Su. Bội Nhi. Áo dài, bộ nhà chưa có giá, hiện tại giá là 0 đồng mà. Bộ nhà hiện tại giá là 0 đồng. Học giá ban à, chiếc áo dài là 0 đồng luôn ạ. À. Và Lê Hùng xin tự đấu luôn tại hội Lê Hùng Thanh Khánh này đi. Và Lê Hùng xin đấu giá và gây quỹ ủng hộ và sẽ bỏ tiền đấu giá chiếc áo dài của người mẫu Thanh Tâm với mức giá 5 triệu đồng nếu được Lê Hùng mặc luôn. Anh Hùng, em đang tính đấu đó. Rồi nhiều quyền cho em, anh chúc lời nói, mời xuân tiến. Nhưng mà em đã không có ăn rồi, anh mua tặng em không? Cảm ơn anh Hùng rất nhiều. Và xin mời chiếc đặt nhà hội đi ạ. Xin mời. Hoài, đưa micro cho chị. Hoài. Thưa quý vị thân mến, và giờ phút này chúng tôi đang nhận thấy cái sự hiện diện đến chương trình đó chính là chị Á Hậu Trúc Phương. Và chị Á Hậu Trúc Phương thân mến, hiện tại thì chúng em đang đấu giá phía trên sân khấu là những cây bút của thương hiệu Ngọc Trai và chiếc đặt dạ hội của những chiếc áo dài của nhà thiết kế của anh con ạ. Và không biết ngay từ lúc giờ này chị có điều gì muốn chia sẻ hay không ạ? Các quý vị ơi, ở phía sau còn rất là nhiều nghệ sĩ ạ. Anh Quang nhất là công ty New York rồi cũng bị chia rất là nhiều nghệ sĩ sẽ có cũng hết mình tất cả về trong đêm nhạc này. Thì Lê Hùng rất là mong quý vị chúng ta hãy cùng giá nhanh đi ạ. Để Lê Hùng đôn những cái ca nhạc lên và chúng ta cùng gặp gỡ qua những là người đẹp đến từ ngành hát Lô Tô Hương Nam ạ. Lô Tô Hương Nam chơi bán vé chứ ơi. Thì mình lại nghe. Mình lui về sau chút xíu để cho các anh chị phía bên này chúng ta sẽ nhìn rõ hơn. Tiếp tục vào đến ngày suất cuối cùng. Phải chi mà cái áo dài thầy cái đấu cho con không thầy? Con có đấu đông gì vậy thầy? Anh Hồng. Xin mời Phương Anh. Ba Kiều Anh. Chị Kiều Anh đấu giá chiếc đặt dạ hội là 3 triệu chưa ai cả. Dạ. Và chiếc áo dài của nhà thiết kế Hoa Phong rất là thanh nhã và lịch sự, rất là đẹp, màu trắng, rất là tao nhã thưa quý vị. Hiện tại anh đang mức giá là 0 đồng. 5 triệu. Dạ. 5 triệu cho mức giá tiếp theo. 5 triệu là giá của anh Lê Hùng mình đấu. Nên nói chiếc đầm dạ hội thường nha. Mua đi. Cái số con của em với bạn này nó tỷ lệ nghịch với nhau là hiện tại có lẽ là em chưa có mặt vừa cái giờ này. Rất tội cho người đẹp mỹ kia. Tất cả quý vị, các anh chị chúng ta hãy chiêm ngưỡng qua chiếc đầm dạ hội chúng ta rất là đẹp và chúng ta có thể đi dự tiệc cưới. Rồi xin mời chị đợi xíu ạ. Hello. Em nói rồi. Có luôn. Em nói cái xin mời chị đấu giá. Áo dài hiện tại đang là 5 triệu đồng phải không ạ? Đúng rồi, áo dài 5 triệu. À, xin mời chị. Chị lên giá là 7 triệu đồng chưa? 7 triệu đồng. Vâng, một chiếc áo dài mà Xuân Tiến rất thích đã lên giá là 7 triệu đồng thôi quý vị. Đúng rồi, hàng này mà. Rồi và cái đầm dạ hội đó đang ở... Xuân giả bộ đã chiếc đầm dạ hội thôi. Được rồi, chị em. Hả? Xuân ơi. Xuân. Anh tặng em được không? Xuân ơi. Em mua cái áo dạ hội này về hôm nay đi ra khách hàng để đó. 3 triệu. Nhất triệu đồng, vâng, xin cảm ơn và những cái gì nếu
trên Lê Hùng xin thu hồi 3 chiếc bút lại và sẽ không đấu giá 3 chiếc bút này. Xin mời các bạn. Xin mời các bạn. Đấu tiếp thì lên 8 triệu cho em. Dạ. Hả? Dạ, bây giờ là còn chiếc đầm nhỏ hội với lại chiếc áo dài và 3 cái bút. Không, báo thu hồi rồi. Dạ, cái con rắn. Cái chiếc áo dài của nhà thiết kế của ông Phong. Cái nào là gì? Nhà thiết kế nhà ông Phong. Cái thứ tất cả thì chiếc cái bút, này như là cây bút chiếc cây bút mà Linh Hiệp bỏ ra với công ty Vân Quốc giá khoản tiền tính tới thời điểm bây giờ để xuất xưởng nha quý vị, chưa bán ra thị trường đã là 48.800.000 đồng và chính Vân Quốc đã hợp đồng và chúng tôi sẽ gọi đồng với 40 triệu đồng cho bức giá này vì tất cả đây là một trong những cây bút độc quyền đến từ thương hiệu Vân Quốc. Nếu mà giá không 40 triệu thì chúng tôi xin thu hồi và gửi lại công ty Vân Quốc và chúng tôi sẽ không đổi 3 chiếc bút này. Và bây giờ trở lại với chương trình là chiếc áo dài đang là mức giá 7 triệu đúng không ạ? Chị Hà Kiều Anh đang chuẩn bị lên giá lên chiếc đầm dạ hội. Đầm dạ hội đang mức giá lên chiếc 5 triệu đến từ Su Su. Sao chị? Và Lê Hùng xin chốt. Khoan anh. Đang thương lượng anh ơi. Đang thương lượng anh đừng chốt lẹ. À, chị Hà Kiều Anh. Còn nhiều hoạt động lắm, còn nhiều hoạt động lắm. Và anh em nghệ sĩ rất là đông, chúng ta chốt luôn đi ạ. Và chết rồi, ở bên đây. Ở đây có một cánh tay à. Cánh tay, cánh tay. À, xin mời chị Hồng Vân. Xin phép giá 6 triệu đồng. Lần thứ nhất. Đồng hết thử. Su Su nói gì vậy anh Tiến ơi? Anh Tiến ơi, Su Su nói gì kìa? Su Su nói là cái tiếng Nam Phong đã may cho Su Su một cái đàm đại hội rồi. Cho nên là Su Su sẽ dừng lại cái đàm này cho chị Vân. Bây giờ tất cả mọi người, các bạn hộ đến từ rất là sớm ạ. Từ khu chuẩn bị và từ khu phải tập nhạc như thế nào thì hôm nay để xuất hiện tất cả các tiền với một nét đẹp như thế này thì chúng ta hãy nghĩ về đồng bằng miền Trung đi ạ. Chúng ta không nói về đồng tiền tại thời điểm bây giờ thì hôm nay chúng ta hãy nắm rút giá và cũng như ủng hộ đồng bằng miền Trung và cũng như tin tưởng nhà thiết kế của ông Phong đã đồng hành rất nhiều chương trình lớn và mong rằng chiếc áo dài và chiếc đầm đại hội này sẽ ở mức giá chúng tôi cảm thấy an toàn và có thể là vui cho những người thực hiện chương trình như chúng tôi. Và hiện tại giá đây là chiếc đầm dạ hội 6 triệu đồng đúng không ạ? 6 triệu đồng đang là sản phẩm của họ. Chiếc áo dài 7 triệu. 7 triệu. À, chiếc áo dài 7 triệu, đầm dạ hội là 6 triệu. Và chị em ai nó mua tặng cho một cái áo dài đó đẹp quá trời. Anh để cái đó tặng em không? Anh tặng em đi, chủ tịch hình trình cái nút yêu thương. Nam Phú Huy Hoàng. Người đàn anh đang chúc đời em. Anh chưa mời em là một số nào hết bây giờ anh mua. Và Lê Hùng xin chốt chiếc đầm dạ hội ở mức giá 6 triệu đồng lần thứ nhất ạ. 6 triệu đồng lần thứ hai, có ai đâu hơn 6 triệu đúng không ạ? Và xin được chốt luôn 6 triệu đồng lần thứ ba. Xin mừng người đẹp Hồng Vân. Vâng, xin cảm ơn nha, người đẹp rất là nhiều. À, bây giờ mong kêu anh lên một giá cho em đẹp trai này đi. Đang mới có 7 triệu à. Đàn ông. Chị Hà cho anh muốn tặng em nè. Và Lê Hùng xin chốt chiếc áo dài với giá 7 triệu đồng. Không có hợp thiệt luôn, không còn tiền. Lần thứ hai. Bữa khác Nam Phong nhớ may cái áo nhỏ nhỏ hơn có tiếng mặt cho Nam Phong. Sao anh bỏ tiền đấu giá ủng hộ cho Lê Hùng trời. 7 triệu đồng lần thứ hai đang là chiếc áo dài rất đẹp của nhà thiết kế Nam Phong đến từ thương hiệu Coco and Pop ạ. Mời chuẩn bị thêm một quà tặng cho hai bạn bầu kính điểm ơi. Và đây là kết thúc lần cuối cùng cho chiếc áo dài 7 triệu đồng. Xin được chúc mừng. Vâng ạ, xin cảm ơn sự đóng góp rất là nhiệt tình của Kỳ Định Lý Kỳ và người bầu thân tâm. Bây giờ xin nhận gửi em hai món quà tri ân ngọc trai đến từ những đại bên. Và bây giờ tiếp tục cho Lê Hùng xin thêm 7 phút nữa để một cái gì nữa vậy? Đã chốt rồi thì không có ương gì nữa ha. Vâng, xin cảm ơn hai bạn hội rất là nhiều ạ. Xin cảm ơn Tiền Kỳ và Minh Tâm. Và bây giờ đây một xin trở lại tiếp xin đại phúc nữa để đánh giá cho so cái vòng vòng này luôn. Và xin mời hai bạn để tâm chúng ta dùng cái bức tượng 55 viên phục ra đi ạ. Và bây giờ chúng ta xin đấu với bức tượng tâm thánh tình thương lại một lần nữa. Và bức tượng 55 viên phục về bộ tượng tâm thánh tình thương vừa nãy là tất cả những ta đã biết ký qua phòng đấu giá 27 triệu đồng. Nhưng chủ nhân đó sẽ không chỉ tìm cho
cho tất cả các bạn miền Trung, thì chúng tôi xin thu hồi ba vật phẩm này lại và chúng tôi sẽ tiếp tục đấu giá trên đại hội thành phố Tây Phương để tạo sự công bằng cho những vị khách muốn đấu giá nhưng không được. Và bây giờ chúng ta hãy trở lại với tập phẩm tập thánh Tây Phương cùng với bức tượng long long kim hồn xin hãy tập đoàn. Và thưa quý vị, trong đến giờ phút này thì ban tổ chức của chúng tôi rất vinh dự khi được chào đón các sự hiện diện của Á Hồn Phạm Phạm. Xin được cảm ơn chị. Xin đây, hai đứa cặp ngà voi đi. Yeah.
không đếm 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, hãy gần tiếp không ạ? 52, 51, xin mời xếp 50 hòa tiếp không ạ? Rất là dễ xếp, rất là dễ. 49, đến bộ xuống tiếng hơn. Cái đó là gỗ hương đá nguyên khối này. Gỗ hương đá nguyên khối được sản xuất tại Hà Nội, di chuyển bằng máy bay vào đây. Dạ. Hả? 35 triệu thì là một nhận chốt luôn. Sao vậy anh? Xin mời nhân dân. Sao vậy? Dạ. 30 mấy à? 37 triệu. Nhưng mà nó khá được ủng hộ miền Trung, mà nếu mà nó hòa tốt 55 triệu thì nó hòa
Dạ bây giờ Hoa hậu Quyền Năng Thanh Thúy sẽ chốt giá. Bây giờ má xin đại diện nhá, Hoa hậu Quyền Năng Thế Giới Nguyễn Thị Thanh Tý cũng là một nhà phân phối lớn nhất bên Hàn Quốc của Mỹ phẩm Mắc Bình An Quốc Hòa, là má đại diện cho Hoa hậu Quyền Năng Thế Giới Thanh Tý. Xin đánh giá cái vật phẩm này là cho Đức Lục Điện Trân, tổng số là 55 triệu. Và xin báo với quý vị, Hoa hậu Quyền Năng Thế Giới này là một người chuyên môn đi học từ thiện, là tiếng đòi ủng hộ đồng bào miền Trung. Báo Hòa có kêu gọi thì ủng hộ bởi vì cho Báo Hòa là 100 triệu, nó đi theo miền Trung nước lụt 5 ngày của ngày 6 tháng người ta nói gì cầm số tiền 100 triệu trao tới tay cho đồng bào miền Trung nước lụt, là do Hoa hậu Thanh Thúy quyên góp tại nhà Hàn Quốc. Ngày hôm nay cảm ơn má Quốc Hòa và chốt vật phẩm ngày hôm nay là 55 triệu đến từ Hoa hậu Quyền Năng Thế Giới Thanh Thúy và người đại diện Việt Nam là danh nhân Quốc Hòa. Dạ, ban tổ chức hỗ trợ ban nhân viên cái tượng xuống phía dưới gửi cho nó Quốc Hòa. Ban tổ chức đem rồi ban nhân viên xuống phía dưới là mình 50 triệu là đặt được. Để bây giờ mình ủng hộ thêm nha. Ờ, mời ban tổ chức hỗ trợ thì chúng ta mang dần cái tượng xuống phía dưới. Dạ, Bác Hồng Trúc Phương sẽ hỗ trợ thêm cho chương trình là 15 triệu đồng đó thưa quý vị. Vâng, như vậy là vật phẩm chúng ta sẽ được một cái giá khá là hợp lý vì 70 triệu đồng là được đấu giá bởi Hoa hậu Quyền Năng Thế Giới Thanh Thúy và sẽ hỗ trợ 15 triệu đến từ Hoa hậu Trúc Phương. Xin được cảm ơn rất nhiều, xin được cảm ơn các hậu Quốc Hương. Và xin mời các bạn cái tượng xuống phía dưới ạ. Và kính thưa quý vị thân mến, tiếp nối chương trình xin mời quý vị chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón tiếng hát của nhóm Mario.